Mà miền núi phía Bắc ấy, thì liên tục trong 2 ngày vừa qua liên tục có mưa đá rồi dông lốc rồi. Vâng. Không biết hiện tượng này còn có thể diễn ra trong chiều tối và đêm nay không ạ? Dạ vâng, những cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm mà anh Hoàng vừa đề cập thì nó vẫn có thể xảy ra trong đêm nay và ngày mai, bởi vì miền Bắc đang trong một đợt mưa dông đầu mùa. Thưa quý vị, ngay trong chiều tối nay thì mây ẩm cũng đã phát triển và gây mưa ở khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Và cùng lúc đó thì một số tỉnh thành của khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên thì cũng có mây dông kéo đến. Cảnh báo là mưa sẽ tiếp diễn trong đêm nay và sáng mai ở miền Bắc do hội tụ mây ẩm phát triển từ độ cao 1.500m đến 5.000m. Trong đó mưa sẽ tập trung nhiều ở phía Tây Bắc Bộ sang đến khu vực đồng bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Không loại trừ khả năng là có mưa nặng hạt kèm theo gió lốc mạnh và thậm chí là mưa đá cũng có thể xuất hiện. Mưa đá được hình thành trong các đám mây dông có đối lưu mạnh. Các hạt băng ở đây sẽ liên tục được bổ sung hơi nước và to dần lên. Đến khi đối lưu không thể đẩy lên được nữa thì sẽ rơi xuống và tạo thành mưa đá. Kích cỡ của các hạt đá càng to thì sẽ càng nguy hiểm và có thể là làm thủng mái nhà, hư hại nhiều diện tích cây trồng của bà con. Cảnh báo dông lốc kèm theo mưa đá thì cũng được đưa ra vào đêm nay và chiều tối mai ở một số tỉnh thành của khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Dù là các hiện tượng này có thể là xảy ra trên một diện hẹp thôi nhưng mà lại có sức tàn phá lớn. Thế nên là quý vị nên nhanh chóng tìm những nơi tránh trú thật là kiên cố khi thấy cơn dông mạnh kéo đến. Còn với Nam Bộ thì ngày mai mưa trái mùa chỉ xuất hiện vài nơi không đáng kể. Trong ngày trời nhiều mây hơn, thế nên là nắng nóng sẽ giảm bớt. Các điểm nắng nóng trên 35 độ thì sẽ còn diễn ra ở huyện Đồng Phú, thành phố Thủ Dầu Một hay là Biên Hòa. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh và các nơi còn lại của khu vực này thì sẽ phổ biến trong khoảng nhiệt từ 31 đến 34 độ C. Sau đây chúng tôi xin chuyển sang phần dự báo chi tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thủ đô Hà Nội đêm nay và sáng mai có mưa dông, trời mát lạnh, nhiệt độ thấp nhất là 22 độ C. Trưa chiều mai mưa giảm, nhiệt độ không quá 27 độ C. Thành phố Đà Nẵng tối và đêm nay mưa ngớt, nhiệt độ thấp nhất 25 độ C. Ngày mai có nắng trở lại, nhiệt độ cao nhất 32 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay dịu mát, nhiệt độ thấp nhất 26 độ C. Ngày mai trời nắng mây đan xen, nhiệt độ giảm nhẹ còn 34 độ C.